Đặc biệt trong cái video ngày hôm nay, công ty Rolex sẽ có một cái chương trình khuyến mãi dành cho 20 khách hàng đầu tiên đặt cái sản phẩm này sẽ được tặng kèm theo một bộ dây nối năng lượng mặt trời dài 5 mét như thế này. Xin kính chào quý khách. Thì ở video hôm trước, công ty Rolex đã giới thiệu đến quý khách một dòng sản phẩm, đó chính là đèn thả năng lượng mặt trời chuyên để sử dụng ở trong nhà, hành lang, lối đi. Thì để tiếp tục cái chủ đề là lựa chọn dòng đèn nào phù hợp để sử dụng ở trong nhà, thì ngày hôm nay công ty Rolex xin tiếp tục giới thiệu đến quý khách một cái dòng đèn cũng chuyên sử dụng ở trong nhà và những cái vị trí lắp đặt thích hợp như là phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn. Thì bây giờ xin mời quý khách cùng tiếp tục theo dõi video để xem đó là cái dòng đèn nào. Vâng, và cái dòng đèn mà ngày hôm nay công ty Rolex muốn giới thiệu đến quý khách là một cái dòng đèn ốp trần năng lượng mặt trời với thiết kế vô cùng sang trọng và rất là gọn nhẹ. Đặc biệt là chiếc đèn này nó có một cái màu ánh sáng là màu nắng rất dịu nhẹ, không gây hại mắt, chói mắt, rất thích hợp để sử dụng ở trong gia đình, dùng làm ánh sáng sinh hoạt hàng ngày. Thì cái dòng đèn này nó có 3 công suất là 40W, 60W và 100W. Tùy vào cái nhu cầu cũng như là cái không gian của quý khách thì quý khách chọn cho mình một cái công suất phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Cái chiếc đèn này thì có cách lắp đặt cũng vô cùng đơn giản. Chúng ta chỉ cần lựa chọn cái vị trí cần chiếu sáng và cố định chiếc đèn lên trên trần nhà như thế này. Thì ở đây trên đèn đã có sẵn hai cái vị trí để cho chúng ta bắt lên trần nhà và sau đó tiến hành cố định chiếc đèn. Chọn một cái nơi thật nhiều nắng, nắng suốt cả ngày để cố định cái tấm pin và sau đó tiến hành kết nối dây dẫn giữa pin và đèn lại với nhau. Như vậy là đã hoàn tất cái việc lắp đặt. Ngoài ra thì chiếc đèn cũng có kèm theo một cái điều khiển từ xa để chúng ta dễ dàng bật tắt đèn theo ý muốn hoặc là tăng giảm độ sáng, hẹn giờ tắt cho đèn, rất là tiện lợi. Vâng, và với cái dòng đèn ốp trần năng lượng mặt trời mà công ty Rolex vừa giới thiệu thì cái dòng đèn này rất thích hợp để lắp đặt cho những cái vị trí như sau, như là hành lang ban công như thế này hoặc là ở những cái căn phòng có diện tích vừa phải như thế này. Thì đặc biệt trong cái video ngày hôm nay, công ty Rolex sẽ có một cái chương trình khuyến mãi dành cho 20 khách hàng đầu tiên đặt cái sản phẩm này sẽ được tặng kèm theo một bộ dây nối năng lượng mặt trời dài 5 mét như thế này. Xin nhắc lại là chỉ dành cho 20 khách hàng đầu tiên đặt cái bộ sản phẩm này. Vì vậy quý khách hãy nhanh tay đặt hàng, để lại bình luận ở phía bên dưới hoặc là gọi trực tiếp vào số hotline đang hiển thị ở trên màn hình để nhanh chóng lựa chọn cho mình một cái bộ sản phẩm phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Vâng, và với cái chủ đề là lựa chọn cái dòng đèn năng lượng mặt trời nào thích hợp để dùng chiếu sáng ở trong nhà, hành lang, lối đi, thì qua hai cái video clip vừa qua thì Thiên mong là quý khách hàng sẽ dễ dàng lựa chọn hơn cho mình một cái dòng đèn phù hợp để dùng chiếu sáng sinh hoạt hàng ngày. Thì ở video kế tiếp, Thiên sẽ tiếp tục giới thiệu cũng với cái chủ đề này, nhưng đó là một cái dòng đèn pha chuyên để sử dụng ở trong nhà. Thì vì vậy quý khách đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi video clip tiếp theo xem nó là dòng đèn nào nhé. Xin cảm ơn quý khách hàng đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp.